chào người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Máy Bạch. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc máy Intel đến từ thương hiệu Godet và mang model là EZ530+. Chiếc máy này được ra đời để thay thế cho model cũ là EZ530. Thì chiếc máy này có những tính năng thông số vượt trội nào hơn so với dòng cũ cũng như là chất lượng đánh ấn như thế nào? Mọi người hãy cùng em đi vào khám phá chiếc máy này ngay nhé. Chào mọi người, bây giờ trên bàn của em đây hiện tại đó là thùng máy EZ530+. Bây giờ mọi người hãy cùng em mở chiếc thùng này ra và xem bên trong chiếc thùng này có những thứ gì nha. Đi kèm với máy thì hãng cũng có trang bị cho chúng ta một cục adapter của máy. Đây là dây nguồn. Và thêm nữa đó là dây USB của máy và một lõi mực và một trục thu mực. Và đây là trục giấy điện an. Và hãng cũng có trang bị thêm cho chúng ta một cái hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy. Và tiếp đến thì em sẽ mở chiếc thùng này ra và nhân vật chính của hôm nay là chiếc máy EZ530+ này. Và bây giờ mọi người hãy cùng em đi vào khám phá bên trong của chiếc máy EZ530+ xem chiếc máy này có những thông số đặc điểm như thế nào nha. Hiện tại trên bàn của em đây đó là chiếc máy EZ530+. Thì nhìn về bề ngoài mọi người có thể thấy chiếc máy mang màu đen và kích thước khá là nhỏ gọn. Mọi người có thể đặt tùy ý trên bàn làm việc của mình mà không lo máy chiếm quá nhiều diện tích. Mọi người có thể thấy ở đây là logo của thiết bị. Và đây là tem cho thấy là hãng đã bảo hành cho chúng ta lên đến 24 tháng. Và kế bên đây đó là đèn chỉ báo của máy và đây là nút fix. Và kế đến thì em sẽ giới thiệu cho mọi người cổng kết nối của chiếc máy EZ530+ này. Đầu tiên thì đây là nút nguồn của máy và đây là cổng nguồn. Kế đến đó là cổng USB device và tiếp theo đó là cổng RS232. Bên cạnh đó là cổng LAN và cuối cùng đó là cổng USB hot. Thì so với dòng cũ thì có trang bị thêm cho chúng ta cổng USB hot này, mục đích là để chúng ta có thể kết nối được USB chứa dữ liệu hoặc là USB của máy web và bàn phím và các thiết bị khác. Tuy nhiên thì để sử dụng được cổng USB này, mọi người cần phải thiết lập bước đầu tiên. Không để mọi người đợi lâu nữa, em sẽ mở bên trong máy mình cùng khám phá chiếc máy này nha mọi người. Và đây là hai ngàm của máy giúp mình mở cái nắp lên. Và ở phần bên trong nắp thì hãng cũng trang bị thêm cho chúng ta sơ đồ lắp giấy mực. Ngoài ra thì bên Thế Giới Máy Bạch có video hướng dẫn cho cái phần lắp giấy mực này, mọi người có thể tham khảo thêm. Kế bên đây là hộc chứa giấy và đây là trục giấy. Chiếc máy này vì là dòng máy để bàn cho nên là chỉ sử dụng được tối đa cuộn giấy 50m. Và hai cái nẹp này thì giúp mình có thể tùy chỉnh được khổ giấy khi mà mọi người sử dụng các kích thước giấy khác nhau để cố định giấy trong quá trình in ấn. Và đây là cuộn giấy 50m nha mọi người. Chiếc máy này thì có thể in được các loại tem khác nhau như là đề can thường này, PVC, xi bạc hoặc là các loại tem trang sức, tem mắt kính hoặc các loại tem vỡ. Và bộ phận kế đến đó là bộ phận hộc chứa mực của máy phía bên dưới đây. Và bên trên đây là hộc thu mực. Và kế đến đó là nẹp cố định giấy thì giúp trong quá trình mình in ấn để giấy chạy ra một cách cố định. Và tiếp theo đó là sensor của máy. Và kế bên đây đó là trục ruler của máy. Và tiếp theo thì là bộ phận quan trọng nhất của chiếc máy này, đó là cụm đầu in phía bên dưới đây. Thì chiếc máy này theo thông số của hãng cho biết chiếc máy mang độ phân giải 300 dpi và có độ rộng in là 4 inch.
có tốc độ in là 102mm trên giây. Và ngoài ra thì hãng còn đề cập tới bộ nhớ của chiếc máy AZ50 cộng này so với dòng cũ. Dòng cũ thì có bộ nhớ là 8MB flash và 16MB RAM. Còn chiếc máy AZ50 cộng mới này thì có là bộ nhớ 128MB flash và 128MB RAM. Và bây giờ không để mọi người đợi lâu nữa, em sẽ cùng in test cho mọi người xem về chất lượng phản ứng của chiếc máy AZ50 cộng này nhé. Và hiện tại thì em đã lắp giấy mực bên trong máy cũng như là thiết kế sẵn con tem. Và bây giờ em sẽ lập lệnh in, em sẽ in thử 10 con tem để cho mọi người cùng quan sát nha. Mọi người có thể thấy ở đây, đây là phần máy đang in tem ra. Và đây là dòng máy 300 dpi, cho nên là máy in khá rõ cả thông tin chữ và số, cũng như là mã vạch barcode và QR code. Ngoài ra thì mọi người khi mua máy ở công ty Thế Giới Máy Vạch thì chúng em sẽ tặng mọi người một phần mềm thiết kế tem nhãn đi kèm để cho mọi người tùy ý thiết kế nội dung đúng với nhu cầu của mọi người hơn. Ngoài cung cấp máy in Godet chính hãng cũng như là có chế độ bảo hành lên đến 24 tháng thì chúng em còn có cung cấp cả giấy và mực đi kèm, có cả các loại đề can khác nhau như đề can thường, PVC, xi bạc, hoặc là đề can vỡ, hoặc là cũng có tem trang sức cho mình luôn. Và có các kích thước lớn nhỏ khác nhau tùy ý với nhu cầu của mọi người. Nếu mọi người cần bên em hỗ trợ hoặc là có cần giải đáp gì thêm thì mọi người hãy nhanh tay liên hệ đến công ty Thế Giới Máy Vạch để chúng em hỗ trợ kịp thời cho mọi người nha. Và vừa rồi thì em đã cùng mọi người đi vào khám phá đặc điểm, tính năng cũng như là thông số của chiếc máy này, và cũng như là in test cho mọi người xem về chất lượng in tem của chiếc máy AZ50 cộng. Mọi người có thể thấy thì tem in ra khá là đẹp mắt. Và nếu như mọi người muốn sở hữu ngay cho mình một chiếc máy AZ50 cộng có giá thành tốt nhất thị trường thì hãy nhanh tay liên hệ đến công ty Thế Giới Máy Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào website thegioimayvach.com để bên em được hỗ trợ ngay cho mọi người nha. Và thấy video này hay hữu ích, mọi người hãy cho em xin một like và một subscribe. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.